6 loài rắn và chăn đẹp nhất thế giới. Xem đến loài đầu tiên bạn đã khóc thét rồi. 1. Chăn xanh. Chăn xanh dành thời gian hoàn toàn ở trên cây. Chúng sinh sống chủ yếu ở New Guinea, hòn đảo ở Indonesia và bán đảo Cape York tại Úc. Chăn xanh có kích thước khoảng 1,6 đến 2 mét. 2. Chăn Myanmar. Loài chăn này sở hữu cơ thể màu vàng đặc biệt, chiều dài cơ thể tối đa lên tới 6 mét. 3. Rắn bạch tạng Texas. Loài rắn có màu trắng đẹp mắt này được phát hiện tại các bang Texas, Arizona và Louisiana của Mỹ. Chúng không có nọc độc và thường săn bắt chuột và các loài động vật gặm nhấm nhỏ khác. 4. Rắn tràm phương Đông. Loài rắn sở hữu màu đen tuyền tuyệt đẹp trên cơ thể. Rắn tràm phương Đông có chiều dài cơ thể trung bình đạt tới hơn 3 mét, là loài rắn dài nhất tại châu Mỹ. Loài rắn này không có nọc độc, nhưng lại có khả năng miễn nhiễm hoàn toàn với nọc độc của các loài rắn khác. 5. Rắn lam. Đây là một loài rắn nước, sinh sống chủ yếu ở miền Nam Mexico.